quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục chia sẻ các mẫu nhà đẹp trên kênh YouTube VC Home. Và như số hôm trước thì Thu Trang cũng chia sẻ cho mọi người về mẫu nhà biệt thự 2 tầng có diện tích nhỏ, vừa và nhỏ. Thì hôm nay Thu Trang tiếp tục sẽ giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng nữa. Tuy nhiên là với cái mẫu nhà như thế này, chúng ta sẽ có được nhiều không gian hơn và rất phù hợp với những công trình nào mà có khuôn viên đất rộng, chúng ta có thể bố trí sân vườn một cách hợp lý nữa. Thì hôm nay các quý vị đừng bỏ qua số này nhé. Và trước khi đến với công trình ngày hôm nay, Thu Trang sẽ giới thiệu với quý vị về sơ lược VC Home. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ ngay qua hotline để chúng tôi hỗ trợ cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang yêu thích. Ngoài ra thì VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin cho quý vị tham khảo cũng như chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Kênh TikTok VC Home là kênh chia sẻ cho quý vị về những mẫu nhà đang hot, đang thịnh hành. Kênh YouTube VC Home là toàn bộ các thông tin chi tiết của công trình mà quý vị yêu thích và được xem trên TikTok. Website và fanpage của VC Home sẽ đầy đủ các hoạt động cũng như là những công trình mà chúng tôi đã và đang thiết kế thi công trọn gói. Nên là quý vị yên tâm, quý vị ở đâu cũng có thể là liên hệ ngay qua hotline cho chúng tôi để các kiến trúc sư sẽ hỗ trợ cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang hướng tới nhé. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay thì như Thu Trang đã giới thiệu, công trình ngày hôm nay cũng là một công trình biệt thự 2 tầng mang theo phong cách hiện đại. Và với mẫu này Thu Trang thấy là cách đây khoảng 2 năm là đã được các chủ đầu tư chú ý rất là nhiều. Và đến hiện tại các khách hàng của chúng tôi đều rất là yêu thích cái mẫu như thế này. Thì dự là trong năm 2024 tới đây thì chắc chắn là nhiều gia đình sẽ vẫn mong muốn sở hữu cái công trình đẹp và hoành tráng như công trình 2 tầng này nhé. Công trình này thì được thiết kế theo phong cách hiện đại. Chính vì thế mà chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bố cục hình khối rất là vuông vức với nhau. Và đặc biệt là với công trình hiện đại như thế này nhưng mà nó vẫn rất là nhiều phào chỉ. Chúng ta có thể quan sát là từ phào chỉ ở dưới chân công trình này, đó, đế công trình cũng có phào chỉ tại bồn cây, bồn hoa và tại đế cột này, thân cột này đều có những cái phào chỉ rất là rõ nét, thậm chí là xung quanh các ô cửa sổ nữa. Thì có thể thấy là cái phào như thế này nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta khỏe khoắn hơn, nhìn hiện đại và sang trọng hơn rất là nhiều. Nghĩa là không chỉ là những cái công trình bán tân cổ điển hay là tân cổ điển chúng ta sẽ có phào chỉ đâu, mà những công trình hiện đại như thế này chúng ta cũng có thể là xử lý những cái phần phào chỉ rất là khéo léo nữa. Tiếp theo đó chính là phần tông màu. Với sự kết hợp giữa màu trắng sứ và màu nâu thì cũng có thể thấy là nó sẽ tôn lên nhau rất là nhiều, đặc biệt là khi kết hợp với cái phần hệ mái Nhật như thế này nữa. Thu Trang thấy là các chủ đầu tư chủ yếu sử dụng mái Nhật, vừa có cái chi phí hợp lý mà thời gian thi công rất là nhanh chóng nữa. Đồng thời là với những cái thiết kế hiện nay á, chủ yếu là các chủ đầu tư thích mái Nhật nhiều hơn. Nếu mà mái Thái, Thu Trang nghĩ là khi mà chúng ta thiết kế phong cách bán tân cổ điển hay tân cổ điển sẽ hợp với mái Thái hơn là mái Nhật nhé quý vị nhé. Đó, với cái việc là thiết kế hiện đại như thế này thì các không gian ở bên trong cũng được tối ưu và chắc chắn là các chủ đầu tư cũng sẽ có cái phần lựa chọn nội thất cũng dễ dàng thôi. Nghĩa là chúng ta nếu mà thiết kế ở bên ngoài là tân cổ điển rồi thì chắc chắn là bên trong chúng ta sẽ phải cân nhắc hơn về cái việc là bố trí nội thất làm sao để có được sự đồng bộ. Thì cái việc chúng ta thiết kế theo phong cách hiện đại từ ngoài vào trong nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không nào? Rồi bên ngoài chúng ta sẽ điểm qua một vài chi tiết là như vậy. Ở trên tầng 2 cũng có một cái phần sân chơi, thì lát nữa vào phần công năng thì Thu Trang sẽ nói rõ hơn cho quý vị về cái phần sân chơi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào công năng luôn nhé, để xem là với công trình đẹp như thế này thì bố cục được phân chia ra và kích thước được tính toán như thế nào. Công trình này thì được thiết kế với mặt tiền ở đây là gần 11 mét. Gần 11 mét là tính cả cái phần sảnh phụ đua ra này quý vị nhé. Và phần chiều sâu nó rơi vào hơn 16 mét một chút. Đó, đây là kích thước tính cả sảnh cho quý vị này, được chưa ạ? Và đi từ sảnh chính vào thì đầu tiên sẽ là không gian phòng khách, diện tích rơi vào 25 mét vuông, cũng vừa đủ để cho chủ đầu tư có thể là trang trí tủ cũng như là những cái bức tranh chúng ta yêu thích. Đó. Còn lại là phía bên tay trái thì sẽ là một phòng ngủ master, diện tích là 16,8 mét vuông. Cái này là cũng do yêu cầu của chủ đầu tư thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể là không để vệ sinh ở bên trong này cũng được nhé. Đi sâu vào bên trong thì sẽ là khu vực phòng bếp ăn, diện tích là 21,5 mét vuông. Và từ đây chúng ta có thể di chuyển ra phía sảnh phụ luôn được ạ. Sảnh phụ cũng rất là rộng rãi nha. Và sâu vào trong nữa sẽ là một phòng ngủ thứ hai, diện tích là 15 mét vuông. Đồng thời là sẽ có một cái khu vực
nhà vệ sinh trung tầng cùng với sân ướt ở phía đằng sau nữa, cũng khá là rộng đấy ạ. Và có một lối để chúng ta di chuyển trực tiếp ra vườn sảnh sau, rất là tiện lợi này. Khi mà nhà có công có việc, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng gì đến không gian phòng khách. Vậy là với một sàn rộng rãi như thế này, chúng ta đã bố trí được tới 2 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master. Đó, rất là rộng rãi nha quý vị. Tiếp theo ạ, lên tầng 2 thì ở phía bên trái cầu thang thì sẽ có một phòng ngủ nữa bố trí diện tích tương tự như phòng ngủ phía bên dưới là 15m2 này. Và một cái phần gọi là chúng ta sẽ để sân phơi đi. Đằng sau chúng ta sẽ để sân phơi cũng như là có một cái khu vệ sinh trung tầng ở phía đằng sau này nữa. Tiếp theo đối diện cầu thang thì sẽ là một phòng ngủ thứ tư, diện tích là 14,7m2 nhá, gần 15m2, có ban công này. Đó, và phía bên phải cầu thang là còn một phòng ngủ cuối cùng nữa bố trí diện tích thì tương tự phòng ngủ master phía bên dưới, nhưng mà bố trí sẽ không có vệ sinh riêng nhé quý vị. Diện tích là 16m2. Đó, cũng có ban công phía mặt tiền. Đối diện ở phần phòng ngủ này thì sẽ là một phòng thờ nữa. Với không gian phòng thờ thì sẽ ưu tiên là để hướng hợp mệnh gia chủ này. Và đặc biệt là vị trí phòng thờ chúng ta có thể là đi ra cái phần sân chơi này. Và với sân chơi mà Thu Trang giới thiệu ở đầu video thì cũng có thể thấy nó rất là rộng, diện tích rơi vào gần 14m2 luôn. Chúng ta có thể thấy là cái phối cảnh khi mà lên thực tế công trình này rất là rộng, bởi vì là khuôn viên của nhà anh Hòa cũng khá là thoải mái. Chính vì thế mà khi mà xây dựng những cái mẫu nhà mà có hai sảnh như thế này sẽ có cái phần lợi thế cho chúng ta về mặt không gian cũng như là làm thế nào để lưu thông không khí tốt hơn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có được cái sân như thế này, hơi tiếc một chút là nếu mà có sân như thế này thì tôi cho nghĩ là chúng ta bố trí một chút tiểu cảnh hoặc là bố trí một chút gọi là bể cá với đá tự nhiên là sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là với gia đình nhà anh Hòa thì anh Hòa cũng có chia sẻ là đây là một căn nhà được xây dựng cho bố mẹ của anh, gọi là báo hiếu cha mẹ đó ạ. Nên là cái khoảng sân anh cũng muốn là làm thế nào để rộng rãi hơn, để các cháu trong nhà, các cháu ở nhà thì có thể là dễ dàng vui chơi này, đá bóng ngoài sân cũng được. Và khi mà có công có việc thì cũng có được một cái không gian để cho chúng ta bày cỗ dễ dàng, đúng không ạ? Cái này là tùy nhu cầu mỗi người thôi nhá. Nếu mà quý vị còn có mong muốn là xây dựng thêm cả một cái phần sân vườn chi tiết nữa thì hoàn toàn cũng có thể sử dụng dịch vụ thiết kế sân vườn của bên VC Home để cho chúng tôi có thể là tư vấn chi tiết hơn cho quý vị nha. Chúng ta đã vừa tham quan xong một căn nhà 2 tầng có diện tích khá là rộng như thế này. Nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu một căn nhà như thế này nữa thì cũng có thể là alo ngay cho VC Home hoặc là liên hệ ngay với Thu Trang để chúng tôi có thể là hỗ trợ cho quý vị. Còn bây giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những thiết kế tiếp theo trên VC Home nhé. Xin chào quý vị.